Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 28 tháng 3 sau phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật cùng quý vị buổi gặp gỡ của Đức Thánh Chao với 80.000 bạn trẻ của Tổng Giáo phận Milano, Bắc Italia. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của Jeffru tuyên úy công giáo các nhà tù trong Giáo phận Sion, Thụy Sĩ. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài những suy tư thần học về sự phục sinh thân xác. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em quyết tâm tiếp tục thi hành sứ vụ do Đức Thánh Cha trao phó và tăng cường cộng tác với các hội đồng giám mục trên thế giới trong lĩnh vực này. Trên đây là nội dung thông cáo chung kết sau khóa họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Tòa Thánh, nhóm tại Roma từ ngày 24 đến 26 tháng 3 vừa qua. Một đề tài chính trong khóa họp là vụ bà Maria Collins, người Ireland, thành viên của Ủy ban từ chức vì không hài lòng về sự cộng tác của các cơ quan khác của tòa thánh với Ủy ban này. Bà từng là cựu nạn nhân bị một giáo sĩ lạm dụng tính dục. Thông cáo cho biết Ủy ban ủng hộ việc làm của bà Collins trong việc cổ võ sự chữa lành cho các nạn nhân bị lạm dụng và phòng ngừa mọi sự lạm dụng khác đối với trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Ủy ban cũng cảm ơn bà Collins vì tiếp tục làm việc với ủy ban trong các chương trình huấn luyện các giám mục mới và các văn phòng của giáo triều Roma. Ủy ban đồng thanh tìm kiếm những con đường mới để đảm bảo cho công việc của mình được sự cộng tác của các nạn nhân từng bị lạm dụng, nhiều ý tưởng đã được ứng dụng thành công nơi khác sẽ được đề nghị lên Đức Thánh Cha. Ủy ban cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc trả lời trực tiếp và sốt sáng cho các nạn nhân bị lạm dụng khi họ viết thư về tòa thánh. Khóa họp của Ủy ban nối tiếp ngày giáo dục 23 tháng 3 tại Đại học Gregoriana về đề tài bảo vệ an toàn tại trường học và gia đình, học hỏi từ các kinh nghiệm trên thế giới. Tham dự cuộc hội thảo này có hơn 150 người, trong đó có nhiều vị lãnh đạo tại tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh, nhiều vị giám đốc chủng viện, các chuyên gia của cảnh sát Italia và hiến binh Vatican. Trong thông cáo, Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em cho biết sẽ tiếp tục giúp đỡ các giáo hội địa phương trong trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Ủy ban cũng gặp gỡ đại diện của các hội đồng giám mục về Roma, Hành hương Viếng mộ hai Thánh tông đồ và Thăm tòa thánh. Ngoài ra, các đại diện của Ủy ban tiếp tục viếng thăm các hội đồng giám mục và các giáo hội địa phương trên thế giới để giúp khai triển và ứng dụng các chính sách và thực hành tốt nhất để kiến tạo môi trường an ninh cho trẻ em. Năm nay, Ủy ban tổ chức các cuộc hội thảo dành cho các vị lãnh đạo giáo hội, các nhà đào tạo, các giáo lý viên và các chức sắc bảo vệ trẻ em tại Zambia và Colombia, gặp gỡ Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Bangkok, Thái Lan vào mùa xuân này và gặp các vị chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Tài chê. Lần đầu tiên, Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, đến viếng thăm tu viện Đại kết Tai bên Pháp vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng là giáo chủ danh dự của toàn chính thống giáo. Tu viện Đại kết Tai do Thầy Roger Suth, người Thụy Sĩ, một tín hữu tinh lành cải cách, thành lập cách đây 77 năm và thuộc vào số các nơi quan trọng trong phong trào Đại kết. Tây Dê hiện có hơn 100 tu huynh đến từ hơn 25 nước thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, đông nhất là Công giáo. Và người kế nhiệm thầy Rose là thầy Alois Lose người Đức, một tín hữu Công giáo. Theo chương trình, Đức Thượng phụ Bartolomeo sẽ tham dự kinh trưa lúc 12 giờ ngày thứ ba 25 tháng 4 tại nhà thờ Hòa Giải cùng với các đại diện của các cộng đồng Kitô khác nhau trước khi đến Tajik, Đức thượng phụ Bartholomäus sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trung tâm chính thống giáo ở Champagne gần Geneva, thụy sĩ. Viên cơ quan trợ giúp phát triển của Công giáo Áo đã dành 7 triệu 600 ngàn euro để tài trợ 185 dự án phát triển tại Iraq và Syria trong năm ngoái 2016. Ông Heinz Hurdler. Giám đốc điều hành văn phòng của Hội đồng Giám mục Áo phối hợp các hoạt động trợ giúp phát triển cho biết như trên hôm 23 tháng 3 vừa qua. Các dự án này liên quan đến việc giáo dục, trợ giúp kinh tế để sống còn tại các nước Trung Đông. Trong 7 năm qua, từ 2009 đến 2016, đã có 500 dự án được Công giáo Áo tài trợ ở Syria, Liban và Jordani Iraq, Iran, Israel, Yemen, Ai Cập và Palestine, cũng như tại miền Gaza. Riêng Syria, trong tình trạng chiến tranh từ 6 năm nay, khiến cho 11 triệu người, tức là một nửa dân số toàn quốc, phải tị nạn ra nước ngoài hoặc di tản trong nội địa. Tại Iraq, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã làm cho 4 triệu người phải di tản nội địa và ngày càng có nhiều người tị nạn đi ra nước ngoài. Ông Holder cho biết trong số 7 triệu 600 ngàn euro vừa nói, có 2,9 triệu được dành để giúp đỡ người tị nạn tá túc tại Jordani, tiếp đến là 1 triệu 800 ngàn euro cho các dự án tại Syria, 1,2 triệu cho Liban và 1 triệu cho Iraq. Cơ quan trợ giúp phát triển của Áo dự kiến dành 11 triệu euro để góp phần tài trợ việc tái thiết tại những vùng ở Iraq bị lực lượng IS tàn phá. Phần lớn các dự án tái thiết này đến từ vùng Bình Nguyên Ninive, nơi có đông đảo dân chúng là tín hữu Kitô. Nay họ đang dần dần trở về vùng này sau khi đã bị nhóm nhà nước hồi giáo trục xuất hồi mùa hè năm 2014. Mexico, Đức cha Francisco Moreno Baron giám mục giáo phận Tlaxcala bên Mexico, đã từng tuyên bố rằng. Ba trẻ em tử đạo ở Tlaxcala là những vị tử đạo của toàn Mỹ châu Latin. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, Bộ Phong Thánh cho biết Đức Thánh Cha chấp nhận đề nghị của các hồng y và giám mục thành viên bộ này về việc phong hiển thánh cho ba thiếu niên tử đạo là Cristoban, Antonio và Juan, bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba chân phước này quen được gọi là các trẻ tử đạo ở Tlaxcala, là những thổ dân đầu tiên trở lại công giáo ở Mexico, bị giết vì đã nhân danh đức tin Kitô từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê. Đây là những vị tử đạo tiên khởi của Mỹ Châu. Thông cáo công bố ngày 23 tháng 3 vừa qua của Hội đồng Giám mục Mexico bày tỏ vui mừng vì tin trên đây của Bộ Phong Thánh và nhắc lại nhận định của đức cha Moreno Baron Trần Phước Cristobal có lẽ sinh năm 1514 và tứ đạo năm 1527, lúc 13 tuổi. Còn Antonio và Juan sinh năm 1516 và bị giết năm 1529, cũng 13 tuổi, Tiến trình phong chân phước cho ba thiếu niên được hoàn tất và được Đức Giáo Hoàng Gian Paulo thứ hai tuyên bố ngày 6 tháng 5 năm 1990 trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe bên Mexico. Ngày 29 tháng 6 năm ngoái, khi đến Roma để nhận dây palium trong tư cách là tân tổng giám mục giáo phận Tijuana, Đức cha Moreno Barong nhận được sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích tuyên bố Ba chân phước tử đạo ở Tlaxcala là bốn mạng của các thiếu niên Mexico. Moscow, giáo hội công giáo và chính thống Nga gia tăng các dự án mới, cộng tác về văn hóa. Trong khóa họp thường niên hôm 23 tháng 3 vừa qua tại Moscow, thủ đô Nga, Ủy ban làm việc chung giữa công giáo và chính thống Nga đã chấp thuận các dự án mới trong lĩnh vực này, như tổ chức nhiều buổi trình diễn thánh ca và hòa nhạc, tại Roma và thủ đô Moscow, các cuộc triển lãm nghệ thuật công giáo và chính thống Nga tại hai thành phố vừa nói, dịch các tác phẩm của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 ra tiếng Nga và dịch các tác phẩm của Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill ra tiếng Ý. Ngoài ra sẽ tăng cường thêm sự trao đổi sinh viên chính thống Nga và công giáo. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, ca ngợi hoạt động của Ủy ban làm việc chung giữa hai giáo hội từ khi được thành lập hồi năm 2015 đến nay. Các dự án chung được thực hiện đã giúp đào sâu sự hiểu biết về các truyền thống của Đông và Tây Phương, cũng như góp phần gia tăng sự hiểu biết và cảm thông nhau giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Khóa họp vừa qua ở Moscow của Ủy ban làm việc chung đã tiến hành dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y Cuộc Tự Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Cùng thuộc Ủy ban này có Đức Tổng giám mục Công giáo Paulo Pesci của Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow và Đức giám mục Antony của Giáo phận Bororost cũng là vị đặc trách các tổ chức của chính thống Nga bên ngoài lãnh thổ nước này. Roma, Hai tấn cành cây ô liu từ đảo Sardinia sẽ được tặng cho tòa thánh để phân phát cho hàng trăm ngàn tín hữu tham dự lễ lá do Đức thánh cha Francisco chủ sự tại quán trường thánh Phaero Chủ nhật mùng 9 tháng 4 tới đây. Sáng kiến vừa nói do 27 thành phố ở đảo Sardinia và các phòng thương mại ở thành phố Cagliari và Sassari trên đảo này đề ra. Các cành cây ô liu trên đây phát xuất từ việc tỉa các cây dầu này vào mùa xuân và sẽ không gây thiệt hại gì cho các cây ô liu ở địa phương. Qua sáng kiến này, các nhà sản xuất dầu ô liu ở địa phương cũng muốn phát triển ngành du lịch về dầu và đề cao giá trị việc sản xuất dầu tại đảo Sardinia. Các vị thị trưởng của 27 thành phố ở đảo Sardinia sẽ có mặt trong lễ lá do Đức Thánh Cha chủ sự. Nairobi. Các tín hữu công giáo ở Nairobi, thủ đô Kenya đã gửi một đoàn xe chở 80 tấn thực phẩm để cứu trợ hai giáo phận Iziolo và Maksabi, nơi có hàng ngàn người đang bị hạn hán trầm trọng. Số thực phẩm trị giá 78.000 Mỹ Kim với sự đóng góp của Tổng giáo phận và các giáo sứ ở Nairobi đáp lại lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Kenya giáo phận cũng gửi số tiền mặt tương đương với 16.500 Mỹ Kim để giúp đỡ các nạn nhân. Đức cha Anthony Ieri Mukobo, giám mục giáo phận Iziolo nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng đoàn xe cứu trợ là một mùa chay đích thực và giúp cứu ván mạng sống của nhiều người. Này chúng tôi đang phân phát các phẩm vật cứu trợ ấy tại các giáo xứ. Một số giáo xứ ở các vùng sâu vùng xa thật là nghèo Hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y John Newey, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nairobi, cho biết các giám mục đã quyết định động viên để cứu trợ vì nạn hạn hán đang hoành hành tại một nửa nước Kenya. Đức Hồng Y nói, tôi kêu gọi các tín hữu Kitô và những người thiện trí tiếp tục đóng góp tiền bạc, phẩm vật để cứu giúp các nạn nhân. Linh mục Stephen Kituku Giám đốc Caritas Kenya cho biết hiện nay có ít nhất là 3 triệu người Kenya đang cần cứu trợ về thực phẩm và dự báo thời tiết cho biết nạn hạn hán còn kéo dài. Tại những vùng bị nặng nhất không có mưa từ hai mùa nay đưa tới sự thất thu hoa màu và tình trạng thiếu nước lên tới mức độ trầm trọng, ảnh hưởng tới an ninh lương thực và sự sản xuất của súc vật. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, chính phủ Kenya đã tuyên bố nạn hạn hán là thảm họa của đất nước. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật lại buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 80.000 bạn trẻ của tổng giáo phận Milano, miền Bắc Italia. Kính thưa quý vị thính giả, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco hôm thứ Bảy 25 tháng 3 vừa qua được báo chí chào mừng như một thành công rất tốt đẹp. Những cử chỉ của Ngài đánh động và thu hút lòng cảm phục và quý mến của các tín hữu. Từ những người nghèo ở khu phố bình dân gọi là những căn nhà trắng cho đến các bệnh nhân, người già và cả gia đình Hồi giáo được Ngài đến tận căn hộ để thăm viếng. Rồi các linh mục tu sĩ nam nữ và hàng trăm tù nhân tại nhà giam thánh Vittore, trong đó có 100 người dùng bữa trưa với ngài. Tiếp đến là một triệu giáo dân tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 3 giờ chiều tại công viên thành phố Monza, cách Milano 18 cây số. Và sau cùng là cuộc gặp gỡ tại sân thể thao Meazza San Siro, lớn nhất của thành Milano, với 80.000 thiếu niên đã và sắp chịu phép thêm sức cùng với các phụ huynh và các giáo lý viên dạy các em đến từ hơn 1.000 giáo sứ trong tổng giáo phận Milano. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết của cuộc gặp gỡ này. Kết thúc thánh lễ tại công viên Monza, Đức Thánh Cha đã đi thẳng tới sân vận động San Siro lúc 5 giờ 45 phút chiều dưới tiếng reo hò "Francisco, Francisco" của các em. Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục sở tại đi kèm, đã dùng xe mui trần đi một vòng sân thể thao để chào tất cả mọi người. Khi Đức Thánh Cha an tọa trên đế đài, sách tin mừng được một thầy phó tế rước vào sân thể thao và công bố bài phúc âm trước khi Ngài bắt đầu cuộc đối thoại với các em và các phụ huynh cũng như giáo lý viên. Mở đầu, em Davide, lớp 5 tiểu học, 7 tuổi, đã hỏi Đức Thánh Cha, khi cha bằng tuổi con, ai đã giúp cha tăng trưởng trong tình bạn với Chúa Giêsu? Đức Thánh Cha cho biết, chính các ông bà của Ngài đã giúp Ngài. Các ông bà có sự khôn ngoan dạy chúng ta cách thức đến gần Chúa Giêsu. Vậy các con hãy nói với các ông bà và hỏi các ngài tất cả những câu mà các con muốn biết. Đức Thánh Cha cũng kể rằng, chính ông bà đã dạy Ngài chơi với các bạn hữu cảm thấy niềm vui của cuộc chơi và không chửi nhau. Sau cùng ngài cho biết là điều giúp ngài tăng trưởng trong tình bạn với Chúa Giêsu cũng là giáo xứ và các sinh hoạt trong giáo xứ. Đến lượt hai phụ huynh nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha. Chúng con là Monica và Alberto cha mẹ của ba người con trai, trong đó đứa út sẽ được chứng phép thêm sức vào tháng 10 năm nay. Câu hỏi của chúng con là làm sao thông truyền cho con cái chúng con vẻ đẹp của đức tin? Nhiều khi chúng con thấy thật là phức tạp khi nói về những vấn đề này mà không trở thành điều buồn chán và tầm thường hoặc tệ hơn nữa trở thành điều độc đoán. Vậy đâu là những lời chúng con nên dùng? Đức Thánh Cha đáp. Credo che questa è una delle domande chiave che tocca la vostra vita come genitori. <laughs> la trasmissione della fede. Tôi nghĩ đây là một trong những câu hỏi chủ yếu liên quan đến đời sống chúng ta trong tư cách là cha mẹ. Đó là vấn đề thông truyền đức tin. Điều này cũng liên quan đến cuộc sống chúng ta như mục tử và nhà giáo dục. Tôi muốn hỏi lại anh chị em, đâu là những người đã để lại dấu vết trong đức tin của anh chị em và điều gì làm anh chị em có ấn tượng mạnh nơi họ? Đâu là những người, những hoàn cảnh, những sự việc đã giúp anh chị em tăng trưởng trong đức tin thông truyền đức tin có phải là cha là mẹ ông bà một giáo lý viên một cô hay gì cha sở hay một người láng giềng tất cả chúng ta mang trong trí nhớ nhưng đặc biệt là người nào đó đã giúp ta tin tưởng giờ đây chúng ta hãy im lặng trong chốc lát và mỗi người hãy nghĩ lại xem ai đã giúp tôi tin tưởng Người giúp tôi tin tưởng và tăng trưởng trong đức tin là một linh mục thuộc giáo phận Lodi, góc miền Lombardia này. Đó là một linh mục tốt lành đã rửa tội cho tôi và trong suốt cuộc sống, tôi thường đến gặp cha. Cha đã đồng hành với tôi cho đến khi tôi vào nhà tập dòng tên. Đó là điều tôi mang ơn miền Lombardia này. Tôi không bao giờ quên vị linh mục ấy. Ngài là một tông đồ của bí tích giải tội, từ bi, tốt lành, chăm chỉ làm việc. Chính cha ấy đã giúp tôi tăng trưởng. Anh chị em đã nghĩ xong chưa? Tôi hỏi anh chị em như thế là vì con cái chúng ta liên tục nhìn xem chúng ta, cho dù chúng ta không để ý đến điều đó. Con cái luôn quan sát chúng ta và học hỏi. Có cuốn phim của Vittorio De Sica năm 1943 tựa đề Các em bé đang nhìn chúng ta anh chị em không tưởng tượng được nỗi lo âu mà một đứa bé cảm thấy khi cha mẹ cãi vã nhau. Các em đau khổ và khi cha mẹ chia ly nhau, chính các em phải trả giá đau khổ vì sự chia lìa ấy. Khi sinh con, cho đứa con chào đời, anh chị em phải ý thức điều đó. Chúng ta có trách nhiệm làm cho người con ấy tăng trưởng trong đức tin. Nếu đọc tông huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương, anh chị em sẽ được giúp đỡ nhất là những chương đầu tiên về tình yêu về hôn nhân, chương 4 thật là quan trọng. Anh chị em đừng quên rằng khi anh chị em cãi vã nhau thì con cái chịu đau khổ và không lớn lên trong đức tin. Các em biết những vui buồn và lo lắng của chúng ta, các em nắm bắt được tất cả, nhận thấy mọi sự vì các em có trực giác mạnh rút ra từ thái độ của anh chị em, những kết luận, những bài học. Các em biết khi chúng ta gài bẫy các em hay không? vì thế điều đầu tiên tôi nói với anh chị em là anh chị em hãy săn sóc con cái chăm sóc tâm hồn niềm vui và hy vọng của con cái đôi mắt của con cái ghi nhớ và đọc thấy đức tin là một trong những gia sản tốt nhất mà anh chị em đã lãnh nhận từ cha mẹ và ông bà của anh chị em nếu anh chị em có đức tin và sống đức tin thì đó là sự thông truyền hãy tỏ cho con cái thấy đức tin giúp chúng ta tiến bước Đương đầu với bao nhiêu thảm trạng chúng ta gặp phải. Không có thái độ bi quan, nhưng tiếng thác. Đó là chứng tá tốt nhất mà chúng ta có thể trình bày cho con cái. Đó là lời nói lung lay, cương bày lôi kéo. Lời nói bay đi, nhưng những gì chúng ta gieo vải trong ký ức, trong tâm hồn thì sẽ còn lại mãi mãi. Tiếp tục trả lời, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại nhiều nơi, nhiều gia đình có truyền thống rất đẹp là cùng nhau, đi dự lễ Chúa Nhật và sau đó họ đến một công viên mang theo con cái chơi đùa với nhau. Và thế là đức tin trở thành một nhu cầu của các gia đình với các gia đình khác, với bạn hữu, các gia đình bạn. Điều này giúp sống giới răn thánh hóa ngày lễ. Không phải chỉ đi nhà thờ cầu nguyện hoặc là ngủ trong lúc cha giảng, nhưng còn đi chơi chung với nhau nữa. Ngài nói, ở nước tôi người ta gọi là gear nghĩa là cùng sống chứa nhật với nhau. Nhưng thời nay thật là khó làm như thế vì nhiều cha mẹ để có đủ lương thực cho gia đình, họ phải làm việc cả những ngày lễ nữa. Khi có thể thì anh chị em hãy nhớ điều này là cần dành thời giờ cho con cái, dành thời giờ chơi với con, đó cũng là điều thông truyền đức tin. Sau cùng là sự giáo dục gia đình trong tinh thần liên đới, các công việc từ bi thương xót làm gia tăng đức tin trong tâm hồn. Đây là điều rất quan trọng. Đức Thánh Cha nói, tôi thích nhấn mạnh về lễ lại, về sự nhưng không, về sự tìm kiếm các gia đình khác và sống đức tin như một môi trường vui hưởng niềm vui của gia đình. Tôi nghĩ cần phải thêm một yếu tố nữa, đó là không có lễ mừng nếu không có tình liên đới. Không có liên đới nếu không có lễ mừng. Vì khi một người liên đới thì thì họ vui mừng và thông truyền niềm vui ấy. Câu hỏi thứ ba được bà Valeria, một giáo viên thuộc một giáo xứ ở Rogoredo, tổng giáo phận Milano nêu lên. Bà nói: Đức Thánh Cha dạy chúng con rằng để giáo dục một người trẻ cần có một làng. cả đức tổng giám mục chúng con trong những năm qua cũng thúc giục chúng con cộng tác để có sự cộng tác giữa các nhà giáo dục chúng con muốn xin đức thánh cha một lời khuyên để chúng con có thể cởi mở đối thoại với nhau trao đổi đối chiếu với tất cả các nhà giáo dục quan tâm đến những người trẻ của chúng con đức thánh cha đáp tôi khuyên một nền giáo dục dựa trên suy tư cảm nghĩ và hành động nghĩa là một nền giáo dục với trí thức con tim và đôi tay ba thứ ngôn ngữ khác nhau giáo dục về sự hòa hợp ba ngôn ngữ để người trẻ nam nữ có thể cảm thấy điều họ suy nghĩ và làm điều mà họ suy nghĩ và cảm thấy không tách rời ba điều nhưng để chung với nhau không phải chỉ giáo dục về trí tuệ vì nếu không có con tim và đôi tay thì cũng không hữu ích cần phải có sự giáo dục hòa hợp giáo dục với nội dung ý tưởng cùng với những thái độ của cuộc sống và với các giá trị về điểm này tôi nhớ rằng có một trường trong đó có một học sinh chơi bóng đá rất giỏi nhưng lại có hạnh kiểm xấu trong lớp học một quy luật là nếu không cư xử tốt thì phải rời bỏ bóng đá mà cậu ta rất thích vì tiếp tục cư xử xấu cậu ta không được chơi bóng đá trong hai tháng trời và điều này càng làm cho tình thế xấu hơn cần phải thận trọng khi trừng phạt vì cậu bé ấy trở nên xấu hơn tôi biết cậu bé ấy một hôm huấn luyện viên nói với bà giám đốc trường và giải thích sự việc không ổn xin bà để cho tôi thử và xin phép để cậu ta được chơi bóng trở lại bà giám đốc đồng ý và huấn luyện viên để cho cậu ta làm thủ quân của đội bóng thế là cậu ta cảm thấy mình được coi trọng và không những cư xử tốt hơn nhưng còn cải tiến thành tích của cậu nữa điều này tôi thấy là rất quan trọng trong việc giáo dục trong số các học sinh của chúng ta có vài người cảm thấy mê thể thao mà không thích các môn khoa học, có những học sinh khác giỏi về mỹ thuật hơn là toán hay là triết học. Một nhà giáo dục tốt biết kích thích những phẩm tính tốt của học sinh và không bỏ qua những phẩm tính khác. Đó là hiện tượng giáo dục gọi là transfer, làm tốt và vui vẻ đối với điều này, lợi ích cũng được chuyển sang điều khác nữa, tìm kiếm nơi có trách nhiệm hơn thích thú hơn thì mang lại cho nó tốt đẹp hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến hiện tượng đáng lo trong ngành giáo dục là những vụ bắt nạt, chế nhạo, ăn hiếp các học sinh khác tại trường, gọi là Berlin. Các em đừng bao giờ để điều ấy xảy ra tại trường học hay trong khu phố của mình. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của Jeff Ruh tuyên úy công giáo các nhà tù trong giáo phận Sion, Thụy Sĩ. Yip Ru là một thanh niên Thụy Sĩ có dáng người dong dỏng cao, ánh mắt thẳng thắn và thân thiện đi cùng nụ cười rất tươi. Khi nhìn thấy anh lần đầu, khó mà tin được rằng người thanh niên này có thể đối diện hàng ngày với những tay anh chị bắt lương, quen vào tù ra khám như ăn cơm bữa. Giếp ru là tiên úy các nhà tù của giáo phận Sion bên thị sĩ và phụ trách các nhà tù Martini, Gretologue, Desgiller và các trung tâm cải huấn LMG, và Jeff. Trong một buổi nói chuyện với Đại học Freeport, Jeff cho biết ơn gọi tiên úy nhà tù là một ơn gọi vô giá. Nhà tù là một nơi chốn lý tưởng để sống tình liên đới thương xót. Trong nhà tù, người ta đối diện với những kẻ đã từng nhúng tay vào những tội phạm kinh hoàng nhất và phải tìm ra một con đường đến với họ. Bầu khí nhà tù cũng thấm đượm tính chất tiên tri, và vì nơi chốn gặp gỡ của bao nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Các tù nhân phải tìm ra một con đường để sống chung, còn dép thì phải tìm ra một cách thức để nói với họ về Thiên Chúa. Dép nói, nếu có thể thu âm các cuộc gặp gỡ trong nhà tù của chúng tôi và cho tín hữu các giáo xứ nghe lại, thì có thể mở ra một nguồn ánh sáng mới. Họ sẽ thấy được tác động của Chúa Thánh Thần. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, chúng tôi thẳng thắn chuyện trò không ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ nào khi trò chuyện với họ tôi trực giác được rằng ngay cả bản thân tôi tôi cũng có thể nhúng tay hay gây ra những chuyện động trời nếu không cảm thấy trong chính mình khả năng có thể oán thù bạo lực như thế nghĩa là khả năng có thể là người tội lỗi được tha thứ thì chúng ta khó có thể lắng nghe người khác trong tự do điều này có thể ảnh hưởng trong sự thẩm định và làm cho chúng ta đi vào tâm thái xét xử z cho biết trong các cuộc tiếp xúc với tù nhân anh đặt trọng tâm vào con người trong lúc này ở đây chứ không giới hạn trong hành vi đã phạm của họ như thế một con đường sẽ được phát họa và có thể đi vào nội tâm người tù dẫn biết là nhiều tù nhân sẽ không bao giờ được trả tự do rời khỏi nhà giam bởi vì những tội phạm họ đã làm thì quá trầm trọng và ngay chính họ cũng là một mối đe dọa cho xã hội chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng bây giờ họ là những con người dễ thương ngoan ngoãn và đòi phải thả họ ngay điều chúng tôi tìm cách thực hiện là con đường giúp họ nhận thức được phẩm giá của họ rồi có thể họ được tự do bán phần hay tù ngục suốt đời đó là phận dụ của ngành công lý chứ không phải của chúng tôi khi bước vào một nhà tù, tôi chỉ có một ý tưởng duy nhất trong đầu, thiên chúa tự đồng hóa với người tù. Tôi đến nhà tù như khi trước Đức Maria đến viếng thăm bà Elizabeth. Mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội độc nhất vô nhị, chỉ có tôi đối diện với người tù. Họ đến với tôi một cách thân tình, không khoác một mặt nạ nào bên ngoài. Tôi thì tỳ cơ ứng biến, nhưng cả hai bên đều rất thẳng thắn. Mỗi cuộc hội kiến kéo dài 20 phút đồng hồ Và nếu người tù thinh lặng Tôi cũng có thể giữ thinh lặng suốt thời gian ấy Tôi tôn trọng sự thinh lặng của họ Vì người tù bị giam cần 23 trên 24 tiếng đồng hồ Và họ không có một tiếp xúc nào với bên ngoài Họ có thể phải chờ đợi trên 2 năm như thế Trước khi được đưa ra tòa xét xử Kỷ luật nhà tù rất nghiêm ngặt Nhưng tôi không đề cập đến vấn đề xử phạt đó không phải là phạm vi của tôi. Tôi chỉ biết giúp người tù tìm thấy Thiên Chúa trong hoàn cảnh giam cầm và đồng thời đem Chúa đến giữa nhà giam. Trong các cuộc gặp gỡ, tôi chỉ tâm niệm là giữa chúng tôi không hề có một mặt nạ nào cả. Bổn phận của tôi là đồng hành với người tù trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa nếu họ muốn, qua những giai đoạn cần thực hiện, và rồi giải bày tình thương của Chúa dành cho họ chính cái nhìn yêu thương của thiên chúa hướng về các tù nhân là nguồn lực khiến họ thay đổi giúp họ tiến bước trên con đường trả món nợ mà họ đã gây ra cho xã hội qua thời gian ngục tù để rồi một ngày mai họ có thể ngẩng cao đầu hội nhập trở lại giao xã hội ấy nhiều khi thay đổi nội tâm ấy đưa đến yêu cầu được lãnh dần bí tích hòa giải với những cuộc xưng tội kéo dài suốt cả cuộc đời trong nghĩa là người tù xưng tội lần đầu tiên trong đời xưng tội để được hòa giải tha thứ và được tha thứ không tôi không đem chúa đến với ai cả tôi chỉ tìm cách vén mở sự có mặt của thiên chúa ẩn náu trong sâu thẳm tâm hồn họ để họ biết là thiên chúa dẫn hết lòng yêu thương họ dù họ đã lỡ làng phạm tội Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài, những suy tư thần học về sự phục sinh thân xác. Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu Đức Tiên Kỳ Tô Giáo về sự phục sinh thân xác qua các bản văn tân ước và huấn quyền giáo hội. Trong bài hôm nay, chúng ta muốn trình bày hai điểm suy tư thần học. Một, thân xác phục sinh sẽ như thế nào? Hai, những hệ luận cho cuộc sống. Thân xác phục sinh sẽ như thế nào? Các tiên biểu, như là từ thời Trung Cổ, nhấn mạnh rằng chính cái thân xác hiện nay sẽ sống lại. Giữa thân xác hiện tại và thân xác phục sinh phải có sự đồng nhất với nhau. Lời tuyên xứng này nhằm bài trừ các thức luân hồi cho rằng linh hồn sẽ nhập vào thân xác khác. Không phải như vậy, chúng ta sẽ sống lại với thân xác mà chúng ta đang có ngày nay. Nhưng mà phải hiểu thế nào về sự thông xác với sự đồng nhất với thân xác ngày nay trải qua lịch sử thần học đã có nhiều lối giải thích được đề ra. Thống nhất về chất thể Và thời buổi sơ khai khi kiến thức về nhân học còn thô sơ và vì phải đảm bảo vệ đạo lý công giáo chống lại nhóm ngộ giáo và giáo phụ cho rằng thân xác mai sau sẽ đồng nhất về chất thể nghĩa là y hệt về lượng như thân xác bây giờ. Có lẽ các vị đã quên rằng Thánh Phaolô khẳng định là thân xác sẽ được biến đổi. Mặt khác trong cuộc sống trên đời này, thân xác chúng ta không ngừng biến đổi. Xét về hình dáng bề ngoài, thân xác của mọi người tráng niên không còn như hồi thơ ấu hay thiếu nhi nữa. Thêm vào đó, theo sinh học, các tế bào của cơ thể thay đổi không ngừng. Đến nơi có thể nói rằng, cứ mỗi 7 năm thì toàn thể các tế bào hoàn toàn đổi mới do đó sự đồng nhất giữa thân xác hiện tại với thân xác phục sinh phải được giải thích theo một lối khác. Ý kiến thứ hai, đồng nhất về đặc tính, yếu tính. Cố gắng đầu tiên để giải đáp cho vấn đề này là giáo phụ Origin. Ông phân biệt trong thân thể con người có hai yếu tố cơ bản, một là chất thể, materia, luôn luôn chuyển đổi và không thể giữ được sự đồng nhất từ ngày này sang ngày khác hai là hình thái tiếp tục tồn tại format trong đó cá nhân biểu lộ chính mình được lâu dài sự đồng nhất của thân xác phục sinh chắc chắn không nằm trong điều luôn thay đổi nhưng mà ở trong cái hình thái cái format hay là trong cái đặc tính và tính cách character trường phái cùng origin cho rằng không có việc giữ lại thân xác cũ hay tái tạo lại cái thân xác lệ thuộc vào môi trường vật chất nhưng là tiếp tục duy trì yếu tố thiết yếu cái thân thể yếu tính hay là ý tưởng ý kiến thứ ba đồng nhất giữa các chịu kích của cái tôi một ý kiến khác cho rằng ta định nên quan niệm hồn và xác như là hai thực thể biệt lập văn hóa do thái không biết tới sự phân biệt đó như đã nói khi nói bàn về kinh thánh trong cựu ước xác hồn khí không phải là ba yếu tố cấu thành nên con người mà là ba chiều kích hay là ba mối tương quan của con người một cách tương tự như vậy ta nên coi hồn và xác như là hai bộ mặt của con người hồn là con người xét theo chiều hướng nội tại xác là con người xét theo chiều kích hướng ngoại cái xác biểu lộ cái hồn của chúng ta ra bên ngoài Chẳng hạn những cảm tình vui buồn hiện ra trên nét mặt cũng như thân xác mà chúng ta liên lạc với tha nhân, với thế giới Thí dụ nhờ cử chỉ ngôn ngữ Tiếc rằng trong tình trạng hiện nay Nhiều lần cứ xác không biểu lộ trung thực cái hồn Đôi khi vì chúng ta cố tình che giấu Có những cử điệu khách sáo giả dối Hơn thế nữa Cái chết cắt đứt hết mọi mối tương quan với xã hội và với thế giới Từ đó thân xác phục sinh có thể được hiểu như là Có một sự nhất quán giữa cách tôi hướng ngoại và cách tôi hướng nội thân xác chúng ta sẽ diễn tả hoàn toàn trung thực tâm hồn của chúng ta chúng ta sẽ không còn che đậy giấu giếm những tâm tư cảm nghĩ như hiện nay mặt khác nếu cái chết đã cắt đứt các mối liên lạc với xã hội và thế giới thì sự phục sinh thân xác cũng có nghĩa là nối kết các mối liên lạc đó dĩ nhiên là chân thành hơn và trong sáng hơn cách đặc tính của thân xác phục sinh và thời trung cổ với não trạng thiên về bản chất của các sự vật người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi chi ly chẳng hạn như là có còn phải tính năm nữa nữa hay không thân xác sẽ mang hình dung của lứa tuổi nào thân xác người khuyết tật sẽ sống lại như thế nào vân vân cùng với não trạng đó người ta phân tích ý nghĩa các từ ngữ mà thánh phaolô đô đã sử dụng bàn về các đặc tính của thân xác phục sinh thiêng liêng bất tử bất diệt thiêng liêng. đi không có nghĩa là trở thành vô hình, không có vật chất. Nếu thế thì đâu còn phải là thân xác nữa. Nhưng có nghĩa là thân xác ở dưới sự điều khiển của tinh thần, nghĩa là của thần khí. Theo Thánh Tô Ma, thân xác phục sinh sẽ hoàn toàn hợp nhất với linh hồn. Các hoạt động, cảm xúc, đam mê đều ở dưới sự điều khiển của linh hồn. Thật tính thứ hai là bất tử. Sau khi sống lại, con người sẽ không còn lo sợ phải chết nữa. Thân xác được thân phần vào tính bất tử của linh hồn. Đặc tính thứ ba là không bị hủy hoại. Theo thánh Tô Ma, thân xác phục sinh sẽ không ăn uống ngủ nghỉ sinh sản. Nhưng về sự sinh sản cần lưu ý về sự giải thích lệch lạc đoạn văn tin mừng, nói rằng đời sau người ta sẽ nên giống như thiên thần. Giống như thiên thần không có nghĩa là mất hết phái tính nam nữ. Thay như vậy, độ đệ của Origen đã cắt nghĩa đời sống kỳ hữu. Đạo lý về sự phục sinh không chỉ dừng lại ở lãnh vực suy tư, nhưng còn chi phối đời sống của người tin hữu. Thứ nhất, đạo lý về sự phục sinh là nguồn hy vọng. Điều này đã được diễn tả qua ngôn từ Kitô giáo khi nói đến sự chết. Họ an rất ngàn thu, an nghỉ chờ ngày sống lại. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng kết liễu cuộc đời. Sau khi chết, người ký tư hữu tin rằng còn có sự sống lại. Niềm hy vọng này không chỉ giúp tín hữu khi đối diện với cái chết, nhưng cả khi phải đương đầu với những gian lao khổ cực trên đời. Ngược lại, thì Thánh Phong đôi nhận xét, nếu không có sự phục sinh, thì tội chi mà phải hy sinh hãm mình, sống ngày nào tận hưởng ngày đó đi, bởi vì chết là hết. Hai, đạo lý về sự phục sinh giúp chúng ta trân trọng thân xác chúng ta đã thấy các giáo phụ bên vực đạo lý này không phải chống lại thuyết duy vật nhưng là chống lại những người khinh rẻ thân xác như vậy niềm tin vào sự phục sinh lên tiếng đề cao giá trị của thân xác thân xác này sẽ được thông dự vào vinh quang của thiên chúa khi tô giáo không sùng bái thân xác như thần tượng nhưng cũng không khinh bị nó như sự xấu xa nhưng mà đánh giá đúng mức vai trò của nó thân xác này đã được thiên chúa tạo dựng nên được mời gọi hãy chúc tụng Chúa Dưới ánh sáng của màu nhiệm cứu chuộc Thân xác này được nâng cao phẩm giá hơn nữa Đức Ki tôi đã chấp nhận một thân xác Để hiến dân làm của lễ đẹp lòng Chúa Cha Thậm chí Đức Kitô Tô trao ban thân thể của người Làm lương thực cho chúng ta Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi Được sống muôn đời Tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết Doan 6:54 54 Nhờ bí tích thánh tẩy chúng ta được tháp nhập vào thân thể của Đức Kitô, chia sẻ sự chết và an táng với người, hầu cũng được sống lại với người. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta hãy tôn trọng đền thờ đó và nhất là hãy hiến dâng thân thể làm hy lễ sống động. Giá trị của thân xác được sẽ giáo lý hội thánh công giáo trình bày số 1004 với những quy chiếu về các số 364 và 1397. Việc nhìn nhận giá trị thân xác diễn ra thực hành qua việc tôn trọng thân xác của bản thân cũng như của tha nhân, tựa như giữ gìn sức khỏe, sự lãnh mạnh, lành mạnh toàn thân, cũng như giúp đỡ những nhu cầu thể xác của tha nhân qua các công tác bác ái. Sau cùng, phụng vụ an tá bày tỏ lòng kính trọng thân xác với việc sông hương cho thân xác bởi vì đã là đền thờ thánh thần và sẽ được chia sẻ vinh quang thiên quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến. Lầu đế tua Giêsu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.